Xin chào toàn thể anh em đang xem kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì em review anh em xem con trâu trên bản này em nhá. Con này có giá của nó là hình như chủ nhà đưa ra là 35.500.000. Thì anh em xem nếu mà giá cả ổn định thì mình cứ tới mình bắt nha anh em nhá. Giá này thì chủ nhà đưa ra là sát giá các bác nhá. Dùng anh em tới xem trâu thì mình có thể thương lượng chủ nhà còn giảm một tầm vài trăm thôi. Rồi, xin mời anh em cùng xem trâu nhá. Đó con đó anh em nhá. Con này là 35.500.000 này, trâu giống đẹp luôn. Bao đẹp nhá. Con này nhìn béo anh em ạ, nói chung là hai răng. Hai răng. Con này mấy răng rồi? Hai răng. Hai răng à? Con nào con nào? Quay răng anh em xem mất công người ta nói. Hai răng. Rồi con này hai răng anh em nhá. Con này hiền này. Con này hiền này. Đẹp này, đẹp này. Con trâu này trâu nhà chú à? Không. Ý là nhà, nhà... Anh quay này được, anh quay thử em quay. Chào các bác nhá. Hôm nay hai anh em đi thuyền trâu để phục vụ các bác gặp con trâu này thấy cũng tạm tạm này các bác này. Chủ nhà giá giá là 35.500.000. Em thấy con này cũng ok đó. Tức anh hỏi hỏi chủ nhà chưa? Anh hỏi rồi. 35.500.000 à? Nay đi hai anh em đi tuyển trâu cho các bác gặp cô em ế chồng kia cũng bảo là cố ngại lên máy quay bảo đúng 35.500.000 là cố bán. Con này 35 triệu gì các bác xem ưng gì cứ liên hệ em nhé. Hai xoái. Số điện thoại gì em để chỗ phần mô tả các bác nhé. 096 38 38 137 các bác. Qua đây anh đo xem được cao bao nhiêu này. Con này à, anh đo được quay. Họ họ họ. Anh là cao 1m7. Chỗ này tầm 1m4 à. Con này á. 1m3 thôi. Hả? 1m3. 1m3 mấy á. Con này tầm 1m3, 37, 3 mấy á. Thì gần 1m4. Quay mông, quay má biết chứ cho có. Rồi em quay mông cho bác xem nhá. Hôm nay thì nhiều khi cái video em hôm nay bị rung thế các bác nhá. Hôm nay em quên cầm cái máy quay đi. Hai anh em vừa mới uống rượu với chủ nhà xong các bác. Đó các bác xem mông má này. Con này cái rất hiền các bác. Dài nhỉ. Mình dài giòn. 150 cân. Thấy không? Thừa 150 cân. Con này thì hôm nay quay đầu bác xem nào. Hai xoáy mặt này. Xoáy mặt à? Một xoáy này, hai xoáy này. Rồi, xoáy 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 hồng đâu. Đấy. Một xoáy đây, đây này. Xoáy phải đây. Đấy. Đây này. Đấy. Bên đây cũng thế. Khoan khoái là ok luôn rồi các bác. Hôm nay mà 35.500.000 gì giá cả này hợp lý các bác nhá. 150 cân thịt chắc bét. Nói thật với các bác là anh em bọn em chỉ đi tuyển cho các bác thôi chứ còn nói thật là bọn em không có tiền để bọn em ôm. Nếu mà bọn em có tiền ôm thì các bác lựa chọn thoải mái, nhưng nói thật là bọn em không có tiền ôm. Chỉ có là thấy con nào đẹp đẹp và quay lên cho các bác. Rồi các bác nào mà yêu thương thì điện thoại vô số chủ kênh rồi bọn em dẫn. Chứ bọn em không có tiền để ôm.
nói bọn em nông dân một con trâu cá là một cá một cái tài sản. Đó anh em xem móng chân này, xem mông này, bóng đuôi các bác nhá. Đó anh em xem mông này, y như lực xí. Nhìn con này béo gớm. Con này là một tạ 150 cân thịt à? Tầm đấy. Tạ dưới. Một tạ dưới à? Hình nhột này nó nói như con bên kia nhờ, lùn như con bên kia nhờ. Không lùn, mét 3 rồi cả. Mét 3, mét 3 mấy này, tầm mét 37 các bác nhá. Con này cao tầm mét 37 này. Mình cao. Anh đến đây. Ôi. Đấy. Hơn chứ. Anh đến mà đến ngắn rồi đó. Mẹ còn chưa kéo khóa quần nữa. Hôm nay gặp cô em ý chồng quên kéo khóa quần luôn. Đó các bác xem cận cảnh con trâu mà 35.500 các bác nhá. Thì anh em nói chung là tới mua thì mình cứ thương lượng chủ nhà. Giá cả thì mình có giảm một tầm chủ nhà sát giá rồi, cái này con này là sát giá rồi nhá. Thì chỉ giảm được vài trăm. Đó, trâu này thì em bảo đảm anh em mua về thì tuyệt vời luôn. Chứ không phải thì mình nói phét. Nhiều khi anh em lên bảo là mình nói phét này kia, không có đâu bác nhá. Em quay thực tế, anh em thấy trong hình ảnh trâu đẹp thì mình nói trâu đẹp thôi. Còn nó phải quay hình ảnh, ví dụ cái mình đưa mình hình ảnh đâu. Cái này cả cái clip vào đồng hoàng chứ. Con này béo, con này thôi rồi. Em có thể nó ngồm luôn đi. Cho hai bác nhìn trứng giấy này. Mấy đá nữa đá. Con đá không? Châu không đá đâu, bỏ mới đá. Châu không đá, bỏ mới đá. Ôi, hai quả này chắc là được rồi. Được chai ấy. Cái này vài chai em. Hai nhà hôm nay đi tuyển châu cho các bác uống rượu hơi leng beng rồi các bác. Có chị các bác thông cảm nhé. Thì nói chung anh em nào muốn mua trâu thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé các bác nhá. Em đang đi tuyển vài con trâu tầm cỡ tầm ba mấy trở xuống. Thì mấy khi anh em người ta hỏi nhiều cái giống trâu mà tầm ba mấy nhá. Còn trâu thịt cho em thì không thiếu luôn. Địa chỉ của em là các bác đừng hỏi nữa. Em được địa chỉ luôn này. Em ở Điền Quang, Bá Thước, Thanh Hóa các bác nhá. Cái biển số 36 của em gắn trên cái tên kênh rồi. A Việt 36. Hôm nay em đổi tên kênh luôn, chứ không phải A Việt Vlog nữa các bác nhá. Em đổi thành cái tên là A Việt 36 rồi, các bác cứ nhìn biển số 36 là biết Thanh Hóa rồi. Rồi, em chốt hạ, bây giờ chủ nhà chốt hạ con trâu này là giá của nó là 35.500. Thì anh em tới, nói chung là cứ tới là mình thương lượng với chủ nhà, còn giảm được mấy trăm là tùy. Thì anh em xem cái clip của em thì nhớ ủng hộ em rồi đăng ký kênh nhá. Cái video của em đến đây xin phép được kết thúc. Rồi, chào tạm biệt các bác nhá. Chào các bác nhá.